Lăng Nhiên chỉ là một bác sĩ thực tập, lại có đôi mắt nhìn xuyên thấu, nhìn gót chân của bệnh nhân một cái là có thể vẽ ra vị trí gân gót chân bị đứt bên trong. Chuyên gia khoa chỉnh hình kinh ngạc, trong tình huống không có phân tích của khoa X-quang, Lăng Nhiên lại có thể đọc ra được tin tức này. Phẫu thuật bắt đầu, vốn bác sĩ Kỷ là bác sĩ mổ phụ 1, nhưng ông hoàn toàn không theo kịp tốc độ của Lăng Nhiên. Ngược lại là bác sĩ mổ phụ 2 là Lữ Văn Bân đã sớm quen. Chưa đến 10 phút đã xong bước khâu đầu tiên, các bác sĩ đang xem phẫu thuật qua máy quay lúc này. Ai ai cũng trừng lớn mắt, vì họ nhìn thấy tốc độ khâu của Lăng Nhiên đã nhanh đến mức xuất hiện bóng mờ, lẽ nào là máy chiếu bị hư? Nhưng chỉ có bác sĩ Khúc từng phẫu thuật với Lăng Nhiên là biết. Đây là chỗ đáng sợ của Lăng Nhiên, họ không biết điểm kinh ngạc chỉ mới bắt đầu. Khi phẫu thuật tiến hành được một nửa, Lăng Nhiên bỗng yêu cầu đổi chỉ số 4 thành chỉ số 10. Bác sĩ Kỷ vội ngăn cản, vì chỉ số 10 mỏng hơn chỉ số 4 gấp 3 lần. Nó sẽ tăng độ khó cho phẫu thuật. Lăng Nhiên lại giải thích, bề mặt gân gót bị đứt của bệnh nhân không đều, nếu chỉ dùng chỉ số 4 tiếp tục kéo, tính đàn hồi của gân gót quá lớn, có khả năng sau phẫu thuật sẽ lại đứt tiếp. Cách giải quyết duy nhất chính là chia gân gót thành các phần khác nhau, dùng sợi chỉ thích hợp với nó để khâu. Bác sĩ Kỷ bị thuyết phục, nhưng bác sĩ bên ngoài thì không tin được, vì chỗ vết thương nhiều máu như vậy, sao có thể nhìn ra bề mặt không đều? Ông Trúc đoán có lẽ là nhìn ra từ ảnh chụp cộng hưởng từ. Nhưng nếu phán đoán dùng chỉ số mấy thì không nghĩ ra căn cứ. Vậy nên ông ấy hỏi qua micro, kết quả nghe được đáp án là cảm giác tay, vì Lăng Nhiên thường xuyên xoa bóp cho người khác, với lực kéo của các loại gân cơ hay cơ bắp, cậu rất quen thuộc, chỉ đặt tay lên kéo một cái là biết nên dùng chỉ số mấy. Bác sĩ Khúc không bình tĩnh được nữa. Chuyện này không thể nào, hoàn toàn là lấy tính mạng của bệnh nhân làm trò đùa. Lăng Nhiên, cậu nhanh dừng phẫu thuật cho tôi. Không ngờ bác sĩ Kỷ lại châm biếm nói, bác sĩ Khúc, ông nên yên lặng học tập đi, vì ông từng dựa vào cảm giác để làm phẫu thuật, điều này dựa vào việc tích lũy vô số kinh nghiệm mới có được cảm giác thứ 6 này. Tuy bị bác sĩ Khúc làm ồn, nhưng Lăng Nhiên không bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí miệng vết thương được khâu nối là điều nhất mà bác sĩ Kỷ từng thấy. Lăng Nhiên lại nói đây là tình huống bình thường, gân gót chân cứng hơn cơ gân bình thường nhiều, tất nhiên là dễ khâu rồi, muốn luyện thì mỗi ngày khâu chuối là được. Phẫu thuật thành công hoàn thành, hiệu quả vượt ngoài dự đoán. Ông Trúc cực kỳ vui vẻ, tôi đã nói Lăng Nhiên được mà, bây giờ giao phẫu thuật của ngôi sao thể thao cho cậu ấy, không có vấn đề rồi chứ. Nhưng bác sĩ Khúc bị cướp vị trí mổ chính vẫn không hết hy vọng, đề nghị để Lưu Uy Thần tự mình chọn, như vậy Lăng Nhiên phải làm thêm vài cuộc phẫu thuật nữa để Lưu Uy Thần xem, chỉ cần trong phẫu thuật có một chỗ sai sót đều sẽ mất cơ hội mổ chính. Nhưng không ngờ Lăng Nhiên không hề quan tâm, vậy làm thêm 10 ca đi. Bác sĩ Khúc không hiểu, cậu không thấy khó hiểu sao? Hoặc là muốn đặt câu hỏi, cho phép cậu làm phẫu thuật cho Lưu Uy Thần còn cần yêu cầu cụ thể nào nữa? Lăng Nhiên lắc đầu, là viện sĩ Trúc mời tôi đến làm bác sĩ mổ chính, tôi cũng đâu phải rất muốn làm, nếu bệnh nhân không đồng ý tôi cũng sẽ không cưỡng ép. Bác sĩ Khúc lập tức nổi giận, cậu có biết nếu tin làm phẫu thuật cho Lưu Uy Thần truyền ra, người mời cậu làm phẫu thuật có thể sẽ chật ních cả bệnh viện. Lăng Nhiên lại rất bất lực, đến nhiều hơn cũng vô dụng, ở Vân Nam cậu nhiều nhất chỉ có thể làm 3 ca ghép ngón bị đứt, vì giường bệnh không đủ dùng, một người bệnh phải 40 ngày mới xuất viện, khoa cấp cứu đã thêm giường nhiều lần rồi, cũng mới có khoảng 100 giường. Ông Trúc vỗ vai bác sĩ Khúc, Lăng Nhiên ở Vân Hoa, một ngày nhiều nhất có thể làm 10 đến 12 ngón tay bị đứt, nên giường bệnh không đủ. Bác sĩ Khúc kinh ngạc không nói nên lời, 10 ngón tay đứt thì không ngủ nghỉ 24 giờ, cũng không làm được nhiều như vậy. Tuy trên lý thuyết một ngón tay đứt chỉ cần 2 giờ, nhưng con người sẽ biết mệt, thường làm đến ngón thứ 7, tốc độ sẽ giảm xuống đến 5, 6 giờ. Lưu Uy Thần cũng rất kinh ngạc, từ sau khi anh ta bị thương ở chân, không biết bao nhiêu bác sĩ giành nhau mổ chính, vì chỉ cần thành công thì tiền hay tiếng tăm đều có. Lăng Nhiên là người đầu tiên có thái độ chẳng sao cả, càng khiến trong lòng anh ta thêm hoảng hốt, nằm trên giường không ngủ được, nếu phẫu thuật không đạt đến mức tốt nhất, anh ta có khả năng phải mất 1 năm để hồi phục, đổi lấy năng lực vận động cao trong 3 tháng, cuối cùng chỉ có thể về hưu. Vậy nên anh ta chạy đến phòng quan sát, nhìn phẫu thuật của Lăng Nhiên nguyên đêm. Buổi sáng, bác sĩ Khúc nghe được tin, lập tức chạy đến, khiến ông ta khiếp sợ là Lăng Nhiên liên tục làm phẫu thuật nguyên đêm, lại không nhìn ra vẻ mệt mỏi, nhưng bác sĩ phụ thì phải đổi mấy người rồi. Lần này không những các bác sĩ khác bị thuyết phục, đến Lưu Uy Thần cũng quyết định để Lăng Nhiên mổ chính cho mình. Gân gót chân của ngôi sao thể thao bị đứt, lại từ chối danh y thế giới chữa trị, muốn một bác sĩ thực tập mổ chính cho mình. Tin này vừa truyền ra, lập tức nổ tung các trang mạng xã hội, nhiều fan và bác sĩ đưa ra chất vấn, Lưu Uy Thần có phải đã từ bỏ chữa trị không? Vì phẫu thuật gân gót chân bị đứt cho vận động viên chạy cự ly ngắn, có độ khó cực cao, nếu dựa theo tiêu chuẩn thông thường để phẫu thuật, dù thành công cũng không thể trở lại đấu trường quốc tế. Nhưng Lưu Uy Thần rất tin tưởng, bây giờ ngoài Lăng Nhiên, trong nước không ai có thể giúp anh ta trở lại sân đấu. Vì anh ta ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, nhìn phẫu thuật của Lăng Nhiên nguyên đêm, rõ ràng đã liên tiếp 10 ca phẫu thuật đứt gân gót chân, khiến ba nhóm phụ giúp mệt lả, nhưng Lăng Nhiên vẫn rất có tinh thần. Lăng Nhiên bắt đầu kiểm tra chân cho Lưu Uy Thần, sau khi kích hoạt kỹ năng kiểm tra thân thể, cậu xác định các chỉ tiêu cơ thể đều bình thường, xoay sang nói với ông Trúc, bây giờ có thể đến phòng phẫu thuật rồi, vì hệ thống thông báo nhiệm vụ mới, khôi phục chức năng gân gót chân của Lưu Uy Thần đến mức tối đa. Mỗi lần khôi phục 5% sẽ thưởng một dương kho báu sơ cấp. Đây có lẽ là lần thưởng phong phú nhất, Lăng Nhiên đã rất nôn nóng rồi, không ngờ người quản lý lại chặn trước mặt, cậu làm phẫu thuật một đêm rồi,
không nên nghỉ ngơi lại sức rồi mới làm cho Lưu Y Thần sao? Hơn nữa, lãnh đạo của cục thể thao và cả phóng viên đều chưa đến, phải gặp mặt đã chứ. Kết quả còn chưa nói xong, đã bị Lưu Y Thần ngắt lời. Phẫu thuật của tôi, tự tôi quyết định, bây giờ vào phòng phẫu thuật luôn. Phẫu thuật bắt đầu, sau khi gây mê xong, Lăng Nhiên còn không vẽ đường cắt, lập tức cắt một đường ngay trên bắp chân. Bác sĩ Kỳ vội nhắc nhở cậu chậm chút, bây giờ không cần phải đua với thời gian, cẩn thận quan trọng hơn. Nhưng Lăng Nhiên đã quen với tốc độ này rồi, dùng kìm kẹp một cái đã kéo ra gân gót chân bị đứt. Không ngờ là đứt như hình đuôi ngựa, đây là kiểu tệ nhất trong đứt gãy gân cơ. Nếu là người bình thường, còn có thể dùng vật liệu giúp gia tăng chỗ khâu, nhưng Lưu Y Thần là vận động viên, cần luyện tập cường độ cao, nên bắt buộc phải cắt đoạn cuối đi. Như vậy gân gót chân sẽ ngắn đi 3 cm, độ khó hồi phục cũng tăng lên. Gân gót chân hồi phục nhanh hay chậm, chủ yếu phải xem cung cấp máu có đủ không. Nên bây giờ chỗ khó của phẫu thuật đó là hồi phục được bao nhiêu mạch máu, nhưng vị trí phẫu thuật nằm ngay ở chỗ cung cấp máu ít nhất trên cơ thể, nên khi mổ ra cũng phải bảo đảm tránh được các mạch máu. Khâu gân gót chân đã xong, tiếp theo chính là tái tạo mạng lưới mạch máu. Lăng Nhiên đối với chuyện này rất có tự tin, vì lần đầu cậu bộc lộ tài năng chính là khâu mạch máu ở đuôi của chuột ở bệnh viện, sau đó lại làm nhiều phẫu thuật ghép ngón bị đứt như vậy. Tuy mạch máu của ngón tay không nhiều như ở chân, nhưng lại khó hơn rất nhiều. Ông Trúc đưa ra phương án là mỗi bên chân đều khâu một nhánh xuyên động mạch, dù có một bên mạch máu khâu bị sai sót cũng sẽ không tạo thành thất bại. Nhưng Lăng Nhiên khâu mạch máu chưa bao giờ thất bại, nên cậu muốn khâu thêm một nhánh dự phòng, có thể tăng nhanh tốc độ hồi phục của gân. Ông Trúc lại có hơi lo rằng không kịp, vì thời gian phẫu thuật càng dài, độ khó sẽ tăng cao. Phương án phẫu thuật của Lưu Y Thần vốn tính thời gian là dài 4 tiếng, nếu vượt qua thời gian này rất có thể sẽ có ảnh hưởng tiêu cực, khiến chất lượng phẫu thuật giảm bớt. Bác sĩ Kỳ cũng khuyên cậu đừng mạo hiểm, nhưng Lăng Nhiên lại không nói chuyện mà nhìn sang phía ông Trúc. Ông ấy suy nghĩ 3 giây rồi gật đầu. Tốc độ khâu của Lăng Nhiên vốn nhanh hơn so với dự tính, có lẽ là được. Lý do phẫu thuật của Lưu Y Thần kéo dài lâu như vậy chính là để kiếm trên cả nước người bác sĩ có thể giữ mạng lưới mạch máu ở mức độ nhất định, lại có thể rút ngắn thời gian phẫu thuật. Nhưng bác sĩ có tốc độ nhanh, đa số hơn 30 tuổi là quá trẻ, không có kinh nghiệm ca phẫu thuật lớn, khó lắm mới tìm được Lăng Nhiên. Ông Trúc quyết định tin cậu một lần. Quả nhiên, thời gian phẫu thuật mới được một nửa, Lăng Nhiên đã khâu xong mạch máu đầu tiên. Kiểm tra xong thì bác sĩ phụ thả kìm ra, dòng máu thuận lợi chảy qua chỗ tiếp nối, không xuất hiện bị thẩm thấu. Lúc này hệ thống nhảy thông báo, hoàn thành nhiệm vụ 75%. Nếu bây giờ Lăng Nhiên dừng tay, Lưu Y Thần sẽ hồi phục không tệ, nhưng không thể có đột phá để tham gia thi đấu cấp quốc tế, nên cậu lập tức tái tạo con đường dự phòng. Nhưng không ngờ là vừa ra tay, độ hoàn thành bỗng nhanh chóng giảm xuống. Nhưng Lăng Nhiên không những không tìm cách khắc phục, còn không lên tiếng mà ném kìm phẫu thuật xuống, chạy ra khỏi phòng phẫu thuật. Nhà vô địch chạy nước rút thế giới đứt gân gót chân, lại để một bác sĩ thực tập mổ chính, kết quả phẫu thuật được một nửa, Lăng Nhiên lại chạy ra ngoài. Thì ra khi Lăng Nhiên chuẩn bị khâu mạch máu dự bị, hệ thống bỗng cảnh báo, độ hoàn thành phẫu thuật từ 75% giảm xuống một cách nhanh chóng. Cậu lập tức kêu bác sĩ phụ kiểm tra dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân, nhưng trên máy lại hiển thị tất cả bình thường. Lăng Nhiên kiểm tra lại nhiều lần, xác định mạch máu đã khâu trước đó không bị thẩm thấu. Vậy khả năng duy nhất là vấn đề ở trên người mình. Bỗng cậu nhớ ra điều gì, lập tức bước ra khỏi phòng phẫu thuật, thay áo và bao tay, sau đó dùng nước rửa cánh tay. Thì ra làm phẫu thuật trong thời gian dài, bao tay có khả năng bị thủng, khiến da tiếp xúc với vết thương của bệnh nhân nên bị nhiễm khuẩn. Nên trong giới y học có người kêu gọi 1 tiếng rưỡi thay bao tay một lần. Quả nhiên, khi cậu thay bao tay sạch sẽ về, độ hoàn thành giảm xuống dừng lại, cuối cùng dừng ở mức 55%. Nếu là người bình thường, mức này đã là thành công rồi. Nhưng Lưu Y Thần là vận động viên chạy nước rút, cần dùng gân gót chân cường độ cao, nên mạch máu dự bị này phải khâu thành công, nếu không sẽ tương đương với phẫu thuật thất bại. Lăng Nhiên kẹp chỉ lên bắt đầu khâu mạch máu, tốc độ lại nhanh hơn trước vài phần, không đến nửa giờ đã khâu xong mạch máu dự bị. Khi bác sĩ phụ thả mạch máu ra, hệ thống thông báo độ hoàn thành phẫu thuật bắt đầu tăng, cuối cùng cao lên mức 88%. Lăng Nhiên thở phào một hơi, gân gót chân bị cắt mất 3 cm, có thể hồi phục chức năng 88%, đã là rất tốt rồi. Sau khi khâu ra xong, phẫu thuật kết thúc thuận lợi, các bác sĩ nhìn cả quá trình bên ngoài đã hoàn toàn bị chinh phục, đang định nghênh đón Lăng Nhiên đi ra, không ngờ Lăng Nhiên bị ông Trúc kéo lại. Cậu chuẩn bị một chút, chút nữa làm báo cáo cho lãnh đạo cục thể thao. Lăng Nhiên lại lắc đầu, các ông đợi tôi một chút, còn có một bệnh nhân đang đợi. Làm ca phẫu thuật cuối cùng xong tôi sẽ qua. Bên kia lãnh đạo cục thể thao đã đến phòng bệnh, thấy Lưu Y Thần không được sự cho phép của họ đã tự ý tiến hành phẫu thuật, ông ta tức giận định lay người dậy. Ông Trúc vội tiến lên ngăn cản, hiệu quả thuốc gây mê còn chưa hết, gọi tỉnh lại cũng không giao tiếp bình thường được. Sau đó mắng mấy người kia, Lưu Y Thần làm phẫu thuật ở bệnh viện chúng tôi, các ông cũng không phải không biết, hơn nữa hiện tại phẫu thuật rất thành công, các ông có gì muốn hỏi, đợi bác sĩ mổ chính đến rồi nói. Khi lãnh đạo và phóng viên chờ đợi hơn nửa giờ đồng hồ, cuối cùng Lăng Nhiên đã bước ra khỏi phòng mổ. Lãnh đạo cục thể thao không hề hiểu về y học, nên mời một chuyên gia đánh giá y học đến. Ông ta ngạo mạn nhìn Lăng Nhiên, kết quả vấn đề hỏi lại không liên quan gì đến y học. Tại sao Lưu Y Thần đột nhiên quyết định phẫu thuật? Lăng Nhiên đứng hình, sao mà tôi biết được? Không phải ông nên hỏi anh ta sao? Khiến Hàn Văn Lâm tức phát run, nếu cậu không trả lời đàng hoàng, sau này sẽ mất tư cách phẫu thuật cho vận động viên.
tương đương với mất cơ hội được nổi tiếng. Không ngờ Lăng Nhiên lại không quan tâm, vì cậu chỉ thích làm phẫu thuật, còn nhóm vận động viên thì quá ít, không khiến cậu thỏa mãn được, nên cậu chỉ lên bảng phương án, miêu tả qua về quá trình phẫu thuật, muốn nhanh chóng đuổi tên chuyên gia này đi. Chúng tôi dùng phương án thứ nhất của ngài Trúc, rủi ro hơn so với phẫu thuật bình thường, nhưng hiệu quả sẽ tốt hơn. Kết quả còn chưa nói xong, sắc mặt Hàn Văn Lâm đã trở nên khó coi. Phương án này của mấy người quá là mạo hiểm, không thể dùng phương án nào thận trọng hơn sao? Lăng Nhiên cũng lười giải thích, chắc ông không hiểu chữa trị gân gót chân nhỉ, một mặt đòi hồi phục hoàn hảo, một mặt lại đòi giảm thấp nguy hiểm, đó là không thể nào. Hơn nữa không phải phẫu thuật rất thành công sao? Hàn Văn Lâm bị nói đến câm nín, thấy như bị coi thường, vì trong lĩnh vực y học, đa số người đều sẽ chọn làm bác sĩ khoa ngoại, còn người không có thiên phú mới đi làm chuyên gia đánh giá. Cái gì cũng hiểu nhưng cũng chả biết cái gì. Lãnh đạo cục thể thao thấy ông ta tức đến mê muội, vội vàng ngắt lời, họ chỉ muốn biết Lưu Uy Thần có thể hồi phục đến mức nào, có thể tham gia thi đấu quốc tế không. Lăng Nhiên nhìn màn hình hệ thống, hiện thị mức hồi phục tăng lên 91%, nhưng lại không thể trực tiếp nói ra, vậy nên đề nghị họ xem video phẫu thuật, không hiểu thì mời thêm chuyên gia đến xem. Lăng Nhiên lần đầu phẫu thuật cho vận động viên nổi tiếng, lại cắt một đường chữ S dài 20 cm. Chuyên gia y học cục thể thao lập tức lớn tiếng mắng mỏ, cậu cắt to như vậy làm gì? Nửa cuối năm Lưu Uy Thần phải tham gia thi quốc tế, nếu hồi phục không kịp thì cậu phải chịu trách nhiệm đấy. Lăng Nhiên lại hỏi ngược, ông không hiểu phẫu thuật gân gót chân phải không? Cắt to như vậy là để tránh phần lớn mạch máu, hơn nữa có thể tăng nhanh hồi phục gân gót chân và vết thương nhanh khép miệng. Nói xong thì Lăng Nhiên mở đoạn sau của phẫu thuật, sau khi nhìn quá trình khâu mạch máu, Hàn Văn Lâm không nhịn được trừng to mắt. Tuy ông ta rất muốn kiếm ra sai sót trong phẫu thuật, nhưng dù là kỹ thuật khâu của Lăng Nhiên hay là phương án tránh khỏi mạch máu đều rất hoàn hảo. Nhìn dáng vẻ đau khổ của Hàn Văn Lâm, ông Trúc cười không khép được miệng, nhưng sắc mặt lại lập tức khó coi. Thì ra kết thúc video, đúng lúc quay được Lăng Nhiên nói phải về bệnh viện Vân Hoa. Nhân tài như vậy sao có thể thả đi được, nên sau khi tiễn nhóm người cục thể thao, ông lập tức kêu bác sĩ Kỷ tìm bệnh nhân đứt gân gót chân trong toàn thành phố, sắp xếp cho Lăng Nhiên phẫu thuật, phải giữ cậu ta lại, vì qua vài ngày nữa sẽ có một vận động viên bị đứt gân gót chân được đưa đến đây. Tuy phương án phẫu thuật hồi phục gân gót chân cho Lưu Uy Thần là do ông đề ra, nhưng trước mắt chỉ có Lăng Nhiên mới làm được, muốn tuyên truyền phương án này ra ngoài thì phải nhiều lần chứng minh tính khả năng của nó, đến lúc đó ông có thể nổi tiếng trong lĩnh vực y học trong và ngoài nước. Để tăng sức tuyên truyền, ông Trúc lại kêu bác sĩ Kỷ tìm vài phóng viên đến phỏng vấn Lăng Nhiên. Nhưng Lăng Nhiên chỉ quan tâm đến phẫu thuật, không quan tâm đến truyền thông, vậy nên ông ta đề nghị nhận một lần phỏng vấn, có thể đổi lấy 5k phẫu thuật. Lăng Nhiên cảm thấy ngại ngùng, giảm giá cho ông vậy, 4k là được rồi, có điều chuẩn bị nhiều người phụ để đổi ca. Vậy nên những ngày tiếp theo, ngoài việc ăn cơm, đi vệ sinh, Lăng Nhiên đều phẫu thuật cả ngày lẫn đêm, một lần tích lũy được 20 dương kho báu. Cậu mở liên tục 20 cái, tuy đều là dương kho báu sơ cấp, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, thật sự mở được một sách kỹ năng, kỹ thuật nối bao bó ngoại thần kinh cấp bậc thầy. Lăng Nhiên rất vui, nhưng Lữ Văn Bân thân là bác sĩ phụ, lại mệt đến mức không mở mắt nổi. Lúc này Lăng Nhiên mới nhớ ra, người bình thường không có thuốc tăng tinh lực, thật sự không thể chịu nổi, vậy nên cậu cho họ nghỉ phép một đêm. Sáng ngày hôm sau, lại chạy đến văn phòng đòi bệnh nhân, không ngờ cấp dưới của ông Trúc lại ngượng ngùng. Bác sĩ Lăng, hay là cậu đến phòng tài vụ nhận phí phẫu thuật gần đây đi. Lăng Nhiên lại nghiêng đầu, có phải hết bệnh nhân rồi không? Vậy chiều nay tôi sẽ đặt vé máy bay về bệnh viện Vân Hoa. Bác sĩ Kỷ lại khóc không ra nước mắt, bác sĩ tiếp đón trước đây, hoặc là đòi ở phòng tổng thống, hoặc là đòi đi KTV chơi, chưa từng thấy ai nghiện làm phẫu thuật. Để giữ được Lăng Nhiên, ông chỉ có thể chia bệnh nhân của bác sĩ khác, chuyển hết vào phòng phẫu thuật của Lăng Nhiên, nhưng cũng chỉ có 5 ca thôi. Nửa ngày thì Lăng Nhiên đã làm xong, cậu hết chuyện làm, chỉ có thể đi thăm phòng bệnh. Kết quả vừa mở cửa phòng của Lưu Uy Thần thì thấy bên trong ăn chơi trụy lạc, cứ như mở tiệc vậy. Lưu Uy Thần vội giải thích, lâu rồi chưa gặp bạn bè nên tụ họp ở phòng bệnh. Với chuyện này thì Lăng Nhiên không có ý kiến, nhưng khi kiểm tra tình hình hồi phục của Lưu Uy Thần, hệ thống vẫn hiển thị là 91%, cũng tức là mấy hôm nay không hề hồi phục. Thấy Lăng Nhiên cau mày, Lưu Uy Thần lập tức hoảng loạn, lẽ nào hồi phục không tốt sao? Lăng Nhiên vội an ủi, hồi phục tốt hơn với người bình thường, có điều chưa đạt đến hiệu quả dự tính, có lẽ là chưa nghĩ người tốt. Đám bạn vốn đang trò chuyện thì lập tức khó chịu, cậu muốn đuổi chúng tôi thì nói thẳng, đừng có vòng vo. Kết quả còn chưa nói xong, đã bị Lưu Uy Thần ngắt lời, bác sĩ Lăng nói đúng, mọi người nhanh tắt nhạc đi, về hết đi. Đến ngày thứ 5, bệnh nhân ở bệnh viện ngày càng ít. Lúc Lăng Nhiên định trở về, vận động viên thứ 2 bị thương đã được đưa đến. Người bệnh tên là Hà Tú Phương, tuy không nổi tiếng như Lưu Uy Thần, nhưng cũng là vận động viên chủ chốt của đội quốc gia. Có kinh nghiệm lần trước, Lăng Nhiên không muốn chậm trễ, nên dựa theo phương án ban đầu của ông Trúc, phẫu thuật ngay ngày hôm đó, để tránh được nhiều mạch máu hơn, vị trí và độ dài cậu cắt càng chính xác hơn. Có điều may mắn là gân gót chân của bệnh nhân không đứt hoàn toàn, khâu lại sẽ dễ hơn nhiều so với Lưu Uy Thần. Bước đầu tiên là tách gân gót chân, vốn là công việc của bác sĩ phụ, nhưng lần này Lăng Nhiên lại tự mình làm, vì cậu đã nhớ hết vị trí mạch máu ở chân, có thể giảm bớt tổn thương mạch máu đến mức lớn nhất. Bác sĩ phụ kinh ngạc, vì dù có trừ các mao mạch cực nhỏ, thì mạch máu trên chân cũng có mấy trăm sợi, ông ấy vào nghề mấy chục năm, còn chưa từng nghe ai có thể nhớ hết tất cả vị trí. Bạn biết cơ thể người có bao nhiêu mạch máu không?
Đáp án là 250.000 tỷ, tổng độ dài lên đến 96.000 km. Mà bác sĩ thực tập Lăng Nhiên lại ghi nhớ vị trí của mỗi mạch máu, nên khi cậu cầm dao phẫu thuật, đều có thể tránh hết phần lớn mạch máu. Vốn là phương án phẫu thuật 4 giờ đồng hồ, Lăng Nhiên lại hoàn thành khi chưa được 1 giờ. Ông Trúc chỉ biết ngẩn người, vì phương án phẫu thuật này là do ông định ra. Ông hiểu nó khó đến mức nào. Nay Lăng Nhiên đã dùng phương án này, thành công chữa trị cho 2 vận động viên. Nếu ở lại trung tâm y học nhất định là tiền đồ rộng mở. Nhưng không ngờ là, chiều hôm đó cậu đã ngồi máy bay về bệnh viện Vân Hoa. Không phải là cậu không quan tâm danh tiếng, mà là phương án này, trước mắt chỉ có cậu mới làm được, nên chỉ cần có vận động viên bị thương, ông Trúc nhất định sẽ lại mời cậu đến. Như vậy hai bên đều có thể làm phẫu thuật, không cần lo không đủ bệnh nhân nữa. Khi Lăng Nhiên về bệnh viện Vân Hoa, đúng lúc có bệnh nhân xuất viện nên có nhiều giường trống. Khi cậu muốn y tá sắp xếp bệnh nhân phẫu thuật, khoa cấp cứu bỗng nhận được thông báo, có sự kiện công cộng cấp 3, toàn bộ bác sĩ đến phòng cấp cứu báo cáo. Sự kiện công cộng cấp 3, đó là trường hợp có 3 người chết hoặc nguy kịch. Bác sĩ Chu nói với Lăng Nhiên, lần này là một tên cướp lái xe ngược đường để chạy trốn, đâm vào một chiếc xe hơi. Trên xe hơi có 3 người chết tại chỗ, tên cướp bị thương nặng được đưa đến đây, nên rất nhiều bác sĩ đều không muốn mổ chính, cho rằng cứu lại người này chỉ lãng phí tài nguyên y học. Chủ nhiệm Hoắc chỉ có thể tự mình làm, vì ông từng là một bác sĩ quân y, chỉ cần nhận được mệnh lệnh, dù là quân địch cũng phải cứu. Lăng Nhiên cũng không quan tâm, chỉ cần có phẫu thuật là được, vậy nên cậu sẽ đến phụ bác sĩ Hoắc. Tên cướp bị thương ở chân, qua chẩn đoán đã không còn giá trị để cứu chữa, chỉ có thể cắt cụt. Tuy Lăng Nhiên chưa từng làm phẫu thuật cắt chi, nhưng nó đơn giản hơn khâu gân cơ nhiều. Đầu tiên cắt da và tạo vạt, sau đó cắt đứt cơ lớn phía trong và cơ bắp chân, sau đó cưa đứt xương ống chân và xương mác lộ ra ngoài, còn lại là tạo vạt da cơ. Công việc khâu này Lăng Nhiên cực kỳ quen thuộc, không đến 5 phút đã hoàn thành. Sau khi kết thúc phẫu thuật, cậu đến kiểm tra phòng bệnh, phát hiện có một ông chú vốn nên xuất viện từ sớm vẫn còn ở trong phòng bệnh, thì ra ông ấy ở thêm vài ngày để đợi Lăng Nhiên về. Bạn cùng phòng bệnh đã đi trước, đều nhờ ông phải cảm ơn Lăng Nhiên. Không ngờ sau khi tiễn ông chú, hệ thống lập tức thông báo được bệnh nhân và người nhà cảm ơn, thưởng 11 dương kho báu sơ cấp. Khiến Lăng Nhiên càng vui hơn đó là mở ra được 2 quyển sách kỹ năng, có điều đều là cách khâu chỉ có bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ mới dùng. Sau khi kiểm tra phòng bệnh, Lăng Nhiên đếm thử, tổng cộng trống hơn 30 giường bệnh, dù có thêm giường bệnh tạm thời cũng mới 80 giường, nên tiếp theo phải dùng tiết kiệm. Chủ nhiệm Hoắc vội an ủi, không sao, việc giường bệnh tôi sẽ xin thêm, cậu chỉ cần phẫu thuật là được. Những bác sĩ khác lại chảy mồ hôi lạnh, bọn họ 1 tháng 8 giường bệnh còn chưa dùng hết, Lăng Nhiên lại nói 80 giường không đủ, đúng là khiến người ta tức chết. Lăng Nhiên tan làm về nhà, bố mẹ đã làm cơm đợi lâu rồi, không ngờ cậu vừa định ăn cơm, phòng khám lại có bệnh nhân đến, chỉ đích danh Lăng Nhiên khâu vết thương, cậu chỉ có thể ăn 2 miếng rồi ra ngoài. Thì ra là một cô gái bị thương ở trán, bạn cô giới thiệu đến chỗ này khâu lại. Lúc bắt đầu cô còn nghi ngờ, phòng khám nhỏ này có khâu được không đấy, nhưng khi nhìn thấy Lăng Nhiên đẹp trai thì lập tức mê đắm. Lăng Nhiên lại không thấy lạ, bắt đầu làm sạch vết thương, sau đó chọn chỉ. Bác sĩ Miêu thấy thì vội lên ngăn cản, vì khi làm thẩm mỹ thường phải nói giá trước, sau đó để khách chọn chỉ. Nhưng khi ông đến gần, Lăng Nhiên đã hoàn thành việc khâu cơ bản, từ khi bắt đầu đến kết thúc còn chưa được 3 giây. Kỹ thuật này đúng là thần mà. Lời của bác sĩ Miêu đến bên miệng cũng nuốt trở về, chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn. Phát hiện khi Lăng Nhiên khâu ra, tốc độ đã chậm lại, nhưng kỹ thuật vẫn rất vững. Vốn da của bệnh nhân bị thiếu một miếng, cậu cũng dùng phương pháp kéo, giảm sức căng dưới da, có thể giảm nhỏ khả năng để lại sẹo sau khi hồi phục. Bác sĩ Miêu đứng phía sau nhìn không chớp mắt, sợ bỏ lỡ mất cái gì. Vì Lăng Nhiên dùng kỹ thuật khâu đỉnh cao nhất, cả Vân Hoa chắc không tìm được bác sĩ thứ hai có thể khâu được như vậy. Bác sĩ Miêu vốn còn giận bố Lăng trả lương thấp, bây giờ thì không trả tiền, ông cũng vui lòng ở lại học tập. Vết thương rất nhanh đã khâu xong, cô gái muốn xin WeChat của Lăng Nhiên, không ngờ Lăng Nhiên lại trả lời, tôi chỉ thêm bệnh nhân bị đứt 3 ngón trở lên.